có một loại cây uống vào mà tinh đặc hơn cả tinh bò, cũng là loại cây đấy, uống vào quỳ gối cả đêm không mỏi. Vẫn là cái cây đấy, uống vào đêm làm ba bốn nháy vợ phải xin tha. Lại tiếp tục là cái cây uống vào cứng như dù đục, cơ thể cường tráng khỏe mạnh, gân cốt dẻo dai. Các bạn có muốn biết đấy là cây gì không ạ? Ở trên em thì các cụ bố lão cứ ngoài 50 tuổi ai ai cũng dùng, ai ai cũng thu hái về làm một bó về chặt ra đun uống hàng ngày, hoặc cũng có thể là ngâm uống hàng ngày, lúc cơ thể cường tráng khỏe mạnh hơn, khỏe hơn, sung sức hơn. Đây chính là nó, các bác biết là cây gì không? Đấy, nhựa mủ của nó đặc quánh luôn các bác nhá, dài như kẹo cao su. Bác nào mà chưa biết hoặc bác nào mà bị yếu nghe em sẽ chỉ cho, hướng dẫn cho cái cách dùng nhá. Đây các bác thấy không, xua nhựa nó đặc quánh luôn. Đây nhá, cây này thì các bác cứ nhờ những cái người mà ở vùng núi cao ấy, người ta thu hái cho cái cây này. Cây này có tên là Đỗ Trọng Lam. Để các bác chặt phơi, chặt ra. Đây như em đây, em thái cho mọi người đây, rổ luôn nhá. Thái nhỏ ra, phơi khô. Một ngày dùng 10 gram, đun với 2 lít nước, uống 2 nước hàng ngày. Hoặc là ngâm, một cân này ngâm với lại 6 đến 8 lít, tha hồ uống 2-3 tháng, hết lại đổ thêm vào uống. Ngày uống 2-3 ly. Uống 1 tháng mà không sung mãn, không follow kênh em luôn nhá.